Có cái củ viên chính Ở không đây phơi à? hủy được hẳn nhé. À, cái đấy rất là dễ lẫn đấy. À, Hủy có được. một lần là việt cây, hai là nó đấy. Ơ, anh em có xem áo choàng nào nó kháng lửa không? Xem thử nhá. Không kháng băng thôi. Ở đây để tôi check lại cho, từ Chỉ từ có ẩn thân thôi. đưa từ 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 để tôi Ẩn xem. thân, ẩn thân với kháng băng thôi. Còn ngoài ra không có gì đâu. Từ từ để tôi xem biết ngay, đừng để quay rồi tí nữa chứ. Quay hả? Ok quay cũng được. 8 hay 9 đấy? À, 9 áo đấy. này chống Cửa góc 9 đấy, độ cửa này. 8 à? Cửa Chín, 9. cửa chín. Để được quay rồi được kích hoạt đi. Đúng rồi. Đấy, ta đây, năm anh em đứng phía sau này, bốn anh em đứng phía sau cho được kích hoạt xong rồi. Đấy, đừng đấy, đừng đừng sát phía sau đây cho Đức vào kích hoạt. Uống máu hết các thứ đi. Bỏ lên thể. Này để tôi kích hoạt skill đầu tiên nhé. Ok, đợi nó ra, Ok, đợi nó ra. bốc đi, bốc đi, bốc đi, Đợi bốc nó đi. ra, đợi nó ra. Go, go, Hoành tráng vãi lồn đấy. go. Đánh luôn này. Đập 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 đập. Bảy chín luôn này, ngon hơn chưa? Chín mấy ba luôn. Đấy, đập ba nó khác bọn này. Cứ đập luôn, đập luôn, đập luôn. Đập luôn, đập luôn, đập luôn, đập luôn. Bơm máu đập luôn. Tôi hết máu đập rồi. máu đập luôn. Tôi hết máu, tôi hết máu. Đúng rồi. Tôi hết máu. Một người đi rồi. À, đéo chết, đéo chết. Đúng đất rồi anh em ơi. Đất ra lửa mà, lửa lửa đéo ra luôn đốt. à. Lửa lửa, không Rồi. chạy được. Đây để cho dùng hết skill đã. Ôi, bây giờ nó mới hú. Ủa, Vãi thật lên. nhưng mà ngoài ra anh em mình đập đấy mất được Đập 1/5 luôn. máu rồi chứ. Mất một đống máu luôn đấy. Nó đập, Phần nó đập năm kìa, nó máu đập, nó đập, nó đập. sao nó Skill rơi rơi rơi. Kiếm ta cái gì chứ? Đau đau quá, đi đau quá. Dụ nó ra ngoài đi để anh em. Đau quá, đau quá, đau mình. quá, đau quá. Đây, đây dụ, dụ ra ngoài để cho Tú lấy đồ. Chết chết chết. Chạy đi không? Cứ bình tĩnh. Anh ạ, con Berlin này. Ồ, còn Goblin nữa. Đập đập chết nó, đập nó chết. Đúng rồi, giết Goblin luôn. Cẩn đau, thận, đau, 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 không đau, đỡ đau, được đau. đâu, không đỡ được đâu. Thiên thạch, thiên Ôi, thạch, thiên thạch, thiên thạch. Thiên thạch, chạy, 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 chạy. Ồ, ngoài kia rồi. Dù con bỏ ra dùm thì tôi lấy đồ cái. Trời ơi, không có đồ chết lần hai. Tôi còn chưa vào được. Rồi, Tú chết. Vẫn ở đấy ạ. À. Ồ, Tú vẫn bị đồ kẹt ở đấy. Anh em chạy ra xa một tí. Nó đập lửa, nó đập lửa. Anh em cứ thân anh để lo đi. Ok, vào đây, đập đây, đập đây. Thiên thạch, thiên thạch. Sao không tôi này, này không bất chắc này. Này không bất chắc. Lửa. Ông đi đâu. Vào nghe vào đập đến chết đi. Nhầm mày búa chạy rồi, nhầm búa rồi. Nhầm búa rồi, Black. Yếu lắm. Sao ông nhìn được tôi thế? Tôi nhìn được chứ. Tôi đang xem lại đam thôi mà ngon hơn không mà. Kích hoạt skill chống lửa đấy. Vẫn còn mà, vẫn còn 2 phút ừ. này. Gọi thiên thạch ấy. Ui rồi. Đau đấy. Thằng nào đam to nhất thằng ấy chạy. Đập được gần nửa máu rồi anh em. Sao bị lag thế nhỉ? Lỡ chạy. Ông bun đập đéo gì bảy máu nên thiên thạch. Ôi. Đéo tăng khó quá. Khó quá. Trọng trọng đâu rồi, sao còn mệnh tôi đây? Chết rồi, vừa mới chết. Còn mình tôi thôi. Đập cận chiến tưởng dễ à. Tôi vừa mới lấy lại được đồ đang hồi máu nha. Sau. Đâu.
làm gì? Mày làm gì? Mày làm gì? À tôi nghĩ là ấy, bây giờ sống dậy phát nhảy vào đập luôn cho nó nhanh. Đấy, 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 đấy. Chết thì Mày làm gì? thôi. Ai ai ném độc kìa? Ôi trời ơi, lửa, lửa Lát độc, độc lửa trả được độc. bao nhiêu máu đâu mà. Không sao, lửa không vấn đề gì hết. Chắc đúng. Cứ đập thôi. Cứ đập thôi. Oh, né né chiếu ấy của nó thôi. Làm ba cái chiêu của nó tôi thuộc hết rồi. Tôi thùng cũng tôi cũng thuộc đấy, lửa thiết thứ nhầm nhỏ thôi, nhưng mà lửa xanh từ từ hãy lửa đây bạn. Mày phun này, mày phun đi, phun đấy, chậm mày phun đấy, tuổi tí. Ui 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 ui, ui. Thiên thạch, thiên thạch, chạy đi, chạy đi. Ôi nó đập, nó đập, nó đập lửa xanh. Ê, nó sao nó skill nó ra liên tục thế nhỉ? Mình lại không nó dùng liên tục cúng mà. Nên là... Nên là chỉ có buff skill kháng lửa phát nhảy vào đập hết tầm luôn. Cần cần buff kháng lửa không? Kháng cần buff không? Thiên thạch, thiên thạch, thiên thạch, thạch, chạy đã, thiên thạch thì chạy đã. Chạy 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 thiên thạch chạy. Ui giời nửa cây đó đấy. Ui trời ơi, ui trời nhầm nhó gì, dầm bạ luôn ạ. Không không lấy được đồ, không mặc giáp chết luôn. Bây giờ hết lửa xanh phát nhảy vào đập luôn nhá, được chưa? Lửa xanh, lửa xanh, lửa xanh, lửa xanh, lửa xanh. Thở lờ đâu mất lửa. À ừ. Thiên thạch, 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 chạy 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 chạy. Lửa nữa này. Lửa xanh, lửa xanh, lửa xanh. Nhắm nhó chứ. Hết lửa xanh nhảy vào đập. Nó phun này, nó phun này. Bút kháng lửa, bút kháng lửa, đập, 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 đập. Bút kháng lửa, bút kháng lửa anh em. Nè, 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 thiên thạch, thiên thạch. Chạy, 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 chạy. Ui trời ơi. Ui, đau quá, đau quá. Easy game, easy game, easy game. Ôi, chết rồi. Hai phát, ba phát thiên thạch từ rồi. Ôi, tôi vẫn lại bị chết ạ. Chạy, chạy, chạy. Tôi thuộc chiêu hẹn nó rồi. Tôi chiêu hẹn nó rồi, nhầm nhò gì. Vào đập hai cái nó chạy thôi. Dạ. 25 máu. Bỏ khiên ra mấy ông ạ. Đúng rồi, bỏ khiên ra. Khiên làm gì? Khiên làm gì? Khiên làm gì? Khiên làm gì? Ôi lời sách nhảy. Nè, 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 nè. Khiên có đỡ được. Khiên, khiên có đỡ được đâu mà. Con này tôi thành thân rồi, tôi thành thân rồi, thành thân, thành thân. Đỗ mày. Úi dồi. Ôi, xác của tôi. Xác của tôi đúng ở đoạn mồm nó luôn. Nhảy vào mồm nó lấy xác. Tí còn đúng một máu, còn một máu, một uống máu kịp. Mà nó thả trên thạch rơi vào đúng đầu tôi, vãi lịt. Chúc mừng bạn là tôi quay vào nữa, ô may mắn. Phát hiện phẩm trên luôn. Nó rơi trên trời xuống. Mấy con này. Lửa xanh, lửa xanh, lửa xanh, lửa xanh, lửa xanh. Đây, tôi trở lại rồi đây. Úi giời. Hết lửa xanh, hết lửa, chuẩn bị hết, chuẩn bị hết, chuẩn bị hết. Hết lửa xanh nó vào đập thôi. Nó phun này, nó thiên thạch, thiên thạch, chạy đã, chạy đã. Vào luôn này. Yo 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 yo. Cho lôi, cho lôi, cho lôi. Úi. Lửa đấy không sợ. Nó phụt ở xa thôi. Ôi lửa xanh khó chịu quá. Ăn máu luôn, ăn máu luôn, ăn máu luôn, ăn máu luôn, ăn máu luôn. Ăn máu luôn, ăn máu luôn, hết lửa xanh vào đập. Rồi xong. Thế thôi, đập mấy trăm máu rồi. Ồ, và vị thực nó ngàn máu chứ. Đập được hai combo là gần ngàn rồi. Đúng rồi. Hy sinh vào đập hai combo luôn. Hít nữa. Ủa cái bộ băng này đập thấm đau hết đấy chứ. Thấm, nhưng mà thấm với con này thôi không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà bởi vì nó làm cơ chế game nó có khắc chế ấy. Nó làm cùng phù hợp đúng không? Cả ông thấy ấy là mình đi trước khi giết con này nó mới phải đi núi băng. Là mình farm được cái mũi tên băng hoặc là bộ băng đúng không? Đúng rồi.
rồi bọt đâu? Bọt chuối nó phải có khác anh bọt Kalin, có đúng bầy máu, ai có bình máu cho xin với. có đây ông đâu? Đây tôi ở đây này, đây tôi vứt rồi, tôi vứt ông Tú nhặt rồi. Cái gì vậy? Tôi đang nhặt lại ông Tú nhặt máu rồi. Từ Tú đi nhặt lên Tú. Ngày sau tôi từ thiên thạch, thiên thạch sao đó kìa, lại trên tàu quay trong túi để nắm stack đá hả? Ok phải đây để anh em để auto nhạt, anh em để auto nhạt ạ. Tỉnh dậy phát là ấn V luôn để nó off đi. Đúng rồi tỉnh dậy phát là ấn V luôn, ấn V luôn, tỉnh dậy phát là ấn V luôn để nó off đi. Ném tôi bình máu túi rồi, tôi ném ra đây mà 6 bình này. Này thì thuộc skill này, thuộc skill. Về nhà mà lấy bình dị đi. Thấy chưa? Chạy về nhà đi cho nhanh. Về nhà ăn sẵn đi, ở nhà ăn sẵn đi. Lên đéo cần ăn nữa. Có gạo kìa. Rô. Vô, đập luôn. Đập luôn. Nó một con 1/4 mạo nữa thôi anh em ơi. Cố lên, cố lên. Cố lên vào đi mẹ mày, bất tử luôn đi. Bất tử. Bốn thằng đập gần nửa cái thanh đấy rồi. Đúng không? Ngay từ ban đầu. Ôi. Lửa xanh. Có ai còn búp kháng lửa không? Hết rồi. Mày làm gì? Tiền thạch chú ơi. Tiền thạch. Không sao, tiền thạch thì gì một cái chạy thôi. Cổ lại đập. Hai của. Mày. Lửa xanh, lửa xanh. Ăn máu, không chạy ra được, không chạy ra được. Máu luôn, của đấy đẹp. Sắp chết rồi. Ba. Mày mới cắn máu kịp. Thiên thạch. Con là 25 máu rồi. Vậy cung băng bắn đau lắm mày không? Không cung nữa, đánh cận chiến mà. Cận chiến mà, tôi bắn thử 1-2 cung thôi. Và đại hát cần chiến mà cũng bây giờ mà cũng bắn bốn thằng cái bắn này xong suối rồi đấy. Vào đập này, đập đây vào. Lửa xanh. Chạy thiên thạch đi phụ. Ôi nhưng mà thiên thạch ôi đập đi cho mẹ nhảy vào phát lại ăn lửa xanh anh à. Nếu hiểu con này chôn thật. Lao vào, tôi dụ anh. Luôn. Chuẩn bị chạy, nó chạy, cho chạy, nó chạy. Nó thiên thạch. Vào vào, lửa xanh. Lửa xanh. Này biết combo phết đấy, đùa. Combo nhanh nhỉ. Đấy, không để cho combo liên tục lớn mà. Vào. Rồi nó chạy rồi. Ê, đi con mẹ. Láo lồn mày này thì bọt láo lồn mày đầu ngay mày đầu ngay này thì bọt mình chụp thôi đập đầu luôn láo lồn cận chiến nhá, long quăng cận chiến đồ đều nhá nhở, cận chiến đồ đều nhá nhở, lật quăng cho nhặt đá đây đéo phải đồ xịn luôn, cận chiến đồ đều luôn nhở, đồ đều hả? Thì bây giờ không